Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hoa văn hình vuông nha. Và đầu tiên mình sẽ vào squat.edu online và chúng ta sẽ khởi tạo một dự án mới. Rồi. Ở đây thì mình sẽ xóa nhân vật chấm mèo bằng tay này đi và mình sẽ lấy nhân vật mũi tên này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lập trình cho nhân vật mũi tên này vẽ được ra hoa văn của hình tứ giác nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho khi bấm vào lá cờ thì nó sẽ đi tới điểm x là 0, y là 0 nha các bạn. Rồi. Và mình sẽ đặt hướng của nó bằng 90 đi. Và chúng ta vào lấy thêm phần bút vẽ và chúng ta cho xóa tất cả trước khi viết. Bạn đặt bút xuống để viết nha. Chúng ta có thể chỉnh kích thước của bút vẽ bằng 2. Và ở đây các bạn có thể chọn một màu tùy ý nha. Ở đây mình sẽ chọn màu đỏ cho nó nổi bật lên. Tiếp tục. Bây giờ thì mình sẽ cho nó một câu lệnh làm lại. Để cho nó làm lại 5 lần. Và mình vào để tạo một khối nha. Đó chính là khối tứ giác. Rồi. Chúng ta sẽ cho cái định nghĩa tứ giác ra kia. Chúng ta sẽ cho câu lệnh tứ giác này vào đây. Và chúng ta sẽ cho nó xoay vào các phép tán nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy phép chia. Ở đây thì các bạn sẽ lấy 360 độ nhé. Chia cho 5. Nó tầm khoảng 5-6 độ đấy các bạn. Mình nghĩ là các bạn sẽ cho 5 độ thì nó hợp lý hơn đấy. Và mình sẽ cho nó ẩn đi ở trên này để cho nó đẹp hơn các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ định nghĩa cho cái tứ giác này để nó vẽ. Chúng ta vào phần các biến số và tạo biến là biến cạnh nha. Và chúng ta sẽ đặt cạnh thành 0. Và chúng ta cho nó lặp lại. Lặp lại. Ở đây thì mình sẽ vẽ hình tứ giác 5 lần nhá. Đây chúng ta sẽ cho nó làm lại là 4 nha các bạn. Và mình sẽ cho nó di chuyển. Bằng số bước của số cạnh. Chúng ta vào các biến số và cho nó biến cạnh vào ra. Tiếp theo mình sẽ lấy câu lệnh này đặt vào đây, nhưng chúng ta chỉ lấy câu lệnh này thôi và chúng ta cho xoay phải nha, đặt câu lệnh này vào. Tiếp theo mình sẽ cho nó thay đổi, cạnh một lượng này âm 20 nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã tập hình xong cho nhân vật mũi tên này vẽ được rồi các bạn ạ. Thì các bạn có thể tắt cái biến cạnh này đi cho đẹp hơn. Đây bây giờ mình sẽ chạy thử cái dự án của mình cho các bạn xem nhé. Đây nó đã vẽ rồi. Đấy, đây chính là hoa văn hình tứ giác các bạn ạ. À, vậy thì chúng ta sẽ cho nó là 4 ở đây, còn 5 ở đây thì nó mới đúng. Đây thì nó sẽ xoay ngược chiều ạ. Rồi thì hôm nay thì chúng ta lập trình xong dự án vẽ hoa văn hình vuông rồi nhá. Và xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.